Chào mừng anh chị đã đến với kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Để tiếp tục chuỗi video về các căn nhà Hà Nội đang được chào bán mới nhất tháng 7 năm 2022 thì ngày hôm nay em Phương xin giới thiệu với quý anh chị một căn nhà nằm tại phố Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng. Căn nhà của chúng ta thì có diện tích là 41m², được xây dựng 5 tầng, có sân cổng để xe riêng với giá đang được chào bán chỉ có 4,35 tỷ thôi. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu cho mình căn nhà tuyệt vời này. Còn bây giờ em sẽ đưa anh chị đi tham quan chi tiết về căn nhà riêng Hà Nội này nhé. Xin được giới thiệu với quý anh chị, đây là căn nhà riêng Hà Nội có sân cổng riêng nằm tại phố Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng mà em Phương muốn giới thiệu với anh chị ngày hôm nay. Căn nhà của chúng ta thì có diện tích là 41m², được xây dựng 5 tầng với thiết kế mỗi tầng 2 phòng, nhà hướng chính nam anh chị nhé. Đường ngõ trước nhà đây. Với mặt tiền của chúng ta là 3m. Thiết kế mỗi tầng 2 phòng, cực kỳ rộng rãi. Sân cổng để xe riêng. Rồi, sau đây em sẽ đưa anh chị đi tham quan chi tiết phía trong của căn nhà này. Với thiết kế tầng 1 là khu vực phòng bếp, phòng khách. Tầng 2, tầng 3, tầng 4 mỗi tầng 2 phòng ngủ. Khu vực tầng 5 sẽ là phòng thờ, sân phơi. Với form diện tích này thì nhà của chúng ta sẽ có chiều sâu. Bao giờ cũng vậy, mặt tiền bé thì chiều sâu sẽ sâu. Nói chung là form chiều sâu như này thì chúng ta cũng nên thiết kế tầng bằng như thế này thì nó sẽ tương đối hợp lý. Một nhà vệ sinh master ở đây. Một phòng rộng phía trước. Nhưng phải công nhận là những căn mặt tiền nhỏ thì nhà sẽ hơi bí. Khu vực Bạch Đằng này thì anh chị cũng biết rồi, rất là gần sông Hồng cho nên không khí khá là thoáng. Với mức giá đang được chào bán chỉ có 4,35 tỷ cho một căn nhà như thế này. Đầy đủ công năng sử dụng. Theo anh chị thì với tầm tiền 4,35 tỷ thì đã tương xứng với diện tích cũng như thiết kế của căn nhà này chưa? Diện tích 41m là bao gồm cả sân phía trước anh chị nhé. Bao gồm cả sân phía trước. Tiếp theo chúng ta sẽ lên khu vực tầng 5. Phòng thờ, sân phơi. Rất là rộng đây anh chị. Ở đây thì ra bệnh viện 108 rất là gần, chắc mấy trăm mét thôi. Vô cùng thoáng. Ngay khu này là sông Hồng rồi. Đấy, gần sông thì không khí rất là tuyệt vời. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu cho mình những căn nhà riêng tuyệt vời. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo trên kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Xin cảm ơn.